Công ty điện tử Samsung Vina vừa chính thức ra mắt smartphone Galaxy A20s tại thị trường Việt Nam. Smartphone mới của dòng Galaxy A sở hữu bộ 3 camera sau được hãng đánh giá là vượt trội trong phân khúc phổ thông với camera chính 13 megapixel, khẩu độ f/1.8, ống kính siêu rộng ultra wide 8 megapixel với góc chụp 120 độ tương tự góc nhìn của mắt người và cảm biến chiều sâu 5 megapixel, khẩu độ f/2.2 hỗ trợ xóa phông. Máy sở hữu thiết kế siêu mỏng với màn hình vô cực Infinity V 6,5 inch, dung lượng pin 4.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 15W, đi kèm với nhiều ưu đãi đặc quyền từ Samsung. Samsung Galaxy A20s chính thức lên kệ tại các cửa hàng bán lẻ di động trên toàn quốc từ ngày hôm nay với 3 màu sắc, xanh ngọc lục, đỏ ruby và đen cá tính. Mức giá bán lẻ của bản bộ nhớ 32GB và RAM 3GB là 4,39 triệu đồng, phiên bản bộ nhớ 64GB và RAM 4GB là 5,39 triệu đồng.